bị chi bộ đuổi từ núi Thiên Long sơn, đuổi qua cái chỗ đầu xe ngày hôm qua, rồi đuổi xuống giờ tới chùa. Giờ chùa thật sự mình chỉ được sử dụng cái sân cỏ này với restroom vậy thôi, nhà bếp thôi, chứ trong đó nó là một cái đạo tràng tịnh độ. Từ xưa giờ lập ra cái này cũng mười mấy năm, mười hai mười ba năm. Có nhiều người hỏi nó ở chùa của anh lập ra anh muốn làm gì làm, anh muốn gom bà con ở trên núi xuống đây thì anh gom. Mình không thể nói như vậy được. Tuy là cái chùa hồi xưa việc lập ra ở đây, nhưng mà bây giờ nó thuộc về của các triệu vong linh, của những ngài hộ pháp, của những Phật tử gọi là thần tí không có hiểu về Thượng Đế. Còn mình giống như đem tượng cha mẹ đồ vô đây này nọ thì sợ người ta hiểu lầm á. Tại vì mỗi lòng tin của người mình không có đánh mất lòng tin người ta. Nhưng mà trong này nó có nhiều cái đạo tràng, thì nó có mật tông, có tịnh độ tông. Đó, thì tuốt cái trong góc thì cũng có cái đạo tràng, thì cũng có riêng của Kiệt Trọng. Hồi xưa này là một cái công ty của Kiệt. Rồi đến một ngày mà đêm ngủ thức dậy cái lấy cái này biến thành cái chùa. Không còn đi làm nữa. Nhưng mà duyên chưa tới cho nên chỉ lập được cái chùa, rồi sau đó mới có Thiên Long Sơn. Thì cái này từ năm 2008. Từ 2008 tới giờ ở chùa hoạt động cũng sôi nổi lắm. Sóng gió cũng dữ lắm. Mấy bác đến đây, bác ở đâu? San Jose hả? Tôi ở San Jose, tôi là Phú Nguyễn ở San Jose, ở ngay cái phạt mà West Wind Park á, North San Jose đó, nó gần Freeway 237 West and East đó. Lấy phụ mấy cái đồ con kê cái này dành thôi, cục đá hay miếng gỗ nhỏ nhỏ. Bác cũng ở đây ha. Qua năm 1995 ngày 25 tháng 4. Nó bự quá, cao quá, con lấy mấy cái thanh mông mỏng thôi. Cái gì bự quá cao gì? Tôi không hiểu ý anh hỏi. Bác đó, bác sĩ quan của bên trước 75 hả? Đúng rồi, tôi sĩ quan của chế độ. Bác làm tới cấp cao không? Không cao, tôi chỉ có mới có đại quý thôi nè. Giật lái, giật cộng đó gọi là giật lái đó. Đại quý hả? Đại quý công quân lái máy bay trực thăng. Vậy là bà, nếu mà bà theo bác nghĩ bác bắn được bao nhiêu ông đi theo bác Hồ vậy? Bác hạ được bác, trong thời gian bác làm đại quý, từ lúc lính lên tới đại quý, bác hạ được bao nhiêu ông? Tôi không biết tôi hạ được bao nhiêu ông. Quá nhiều luôn hả? Không biết nữa, mình không biết nữa, tại vì lúc đó là mình đâu có bắn, mình chỉ lo lái máy bay thôi. Còn cái vấn đề cái người bắn là cái người gunner, người ta có nhiệm vụ. Tức là bác lái thôi. Tôi lái rồi tôi bảo là coi quan sát và thấy thì bắn thôi. Thôi mình chỉ nói vậy thôi, rồi đó nó quan sát nó thấy thì bắn thôi. Gunner, hai gunner. Nhưng mà đa số là mình đi tôi là chỉ có lái bên select thôi. Tôi không có lái bên bên gunner. Gunner người ta mới bắn nhiều đó. Vô ta dọn bãi đáp đó. Before I landed. Con từ xưa giờ chưa có bắn ông nào mà sao mấy ổng cũng nhiều người không ưa. Cái bắn của tôi á mà nó còn để tôi 900 đô, còn cái bắn của anh từ bên này mà anh bắn về bên đó là còn đâu có súng gì đâu con bắn. Nạn nhân thun không có nữa.
Trời ơi, cây ná con không có nữa, con bắn ai đâu. Ê, bây giờ là cái lời nói của anh đó, nó có tác dụng, nó biết bao nhiêu tiền nó tốn cho ban tuyên giáo. Hả? Như là Phật, con không dám nghĩ tới cái đó, nhưng mà con đâu... Qua đây, nó nằm dùng ở đây là... Nạn nhân thung không có nữa, chứ là súng. Chưa bắn ai hết trơn, con kiến con chưa dám đạp nữa. Thì làm sao mà có tội gì với ai, nhưng mà sao nhiều người không ưa. Mỗi người có mọi cái nghiệp. Nghiệp ha? Không bắn nó thì nó cũng bắn mình. Con ra chiến trường thì thôi, cái đó đâu có tội đâu. Nhưng mà đó chuyện xưa, bây giờ chuyện nay, bây giờ thí dụ như bác có cơ hội như xưa bác có đem mấy ổng đi nhốt lại không? Mình phải làm sao mà giống như cái tôn chỉ của anh đó là anh muốn hồ hộp rồi giải, nhưng mà tôi nghĩ rất là khó. Chứ giờ không lẽ cái tai nó bị đứt, cùng một mẹ sanh ra, rồi cái mình trả thù tới trả thù lui. Họ cũng có con cháu đúng không? Cũng có đầm lum. Bây giờ nó phải mà ai phải chịu thiệt thòi một khoản cái nghiệp thôi, thì mình phải băng lại thì cái vết thương nó mới lành. Còn nếu mà cứ chặt tới chặt lui nó chảy máu hoài. Đúng rồi. Cho nên muốn chọn nào? Còn con không có hiểu, tại vì ở bờ trên á các chư Phật lâu nay dạy con là sau này con dạy cho mọi người là lấy ân báo oán. Nước Việt là xả cái nghiệp. Không ai làm có lỗi gì á thì để cho đầu trâu mặt ngựa, họ có chuyện họ làm, chứ mình xử nhau họ thất nghiệp thì sao? Đầu trâu mặt ngựa cũng cần có việc làm á. Đúng rồi, có chiến đấu Phật mà. Ừ. Ở địa ngục đó, địa ngục đóng cửa nhưng mà giường sở thú cũng còn nhìn rộng lắm. Cho nên giờ đối với cộng đó không có tha mình đâu anh Kiệt à. Đối với cộng là nó không có tha mình đâu. Thật sự ở ai cũng trên thế gian này, cả cái trái đất này đều là trả nghiệp. Thì đến một cái giai đoạn á, mọi thứ nó qua cái màu nhiệm, mình thấy không? Từ Liên Xô nghe rồi đó, thay đổi cái một rồi Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy, nó có làm gì ở ngoài Hoàng Sa Trường Sa gì của mình á, rồi cuối cùng rồi nó cũng phải của mấy vị thường nói nguyên văn mấy vị trên dạy con á, là của Sisa trở lại cho Chisa. Sisa gì đó, ông gì đó à, mấy vị lúc trước mấy vị nói một câu đó, có một lần cách đây mười mấy năm mấy vị về dạy con câu đó, hình như của ngài nào ta, ngài Nguyễn Thái Học. Ổng không có chết, ổng thành thần nha, ổng là thánh rồi. Thì ngài dạy con của Sisa trở lại cho Sisa. Mong tới ngày đó nó phải trả lại chứ, hy vọng như thế thôi. Hồi hôm kia con á nói chuyện với sư phụ con, tức là Đức Quỳnh Phú Sổ á, ngày về ngày nói ngày dạy con, mà mỗi lần nói chuyện thì con hỏi sư phụ chừng nào cho con về Việt Nam gặp sư phụ. Thì từ xưa giờ Đức Thầy trả lời lòng vòng lắm, sắp sửa rồi đại khái, coi diễn biến đồ đại khái, nói lòng vòng. Nhưng mà kia thì ngài mới nói là gần, mà thêm chữ kề, nó gần kề á. Nghĩa là mình thấy là tại vì mấy vị Phật mà đâu có nói rõ chính xác giờ ngày giờ làm gì đâu, tự mình ở dưới này mình đón. Cũng phải lộ chứ, sổ số thì phải sổ, nhưng mà sổ đến độ nào thôi, sổ cọc lóc xuống vậy rồi còn gì nữa, gọi là thiên cơ. Phải chừa lại 20% cho hội đồng chư Phật, chứ là Liên Hiệp Quốc ở trên trời á, trên trời có Liên Hiệp Quốc, để cho Liên Hiệp Quốc ở trên trời với cho tổng thống ở trên trời, tức là thượng đế, gọi là bí mật mà,
như chuyện Trump hay Biden làm với Pentagon làm mình đâu có biết nổi. Thế trên trời cũng vậy á, còn ở dưới này tiên tri thì 80%. Cho nên cái những lúc mà con nói là lúc nào cũng vậy, từ thời ông Trump bị ăn gian phiếu rồi cho tới thời nay ổng thắng, thì con chỉ nhắm theo là ổng là người có thiên mệnh thì ổng mới xuống. Nhưng mà bây giờ cuối cùng con cũng nói trúng, ổng thắng trong lòng người, thắng còn lớn hơn là thắng bình thường nữa, đúng không? Thắng bình thường tức nghĩa là được 4 năm thôi, nhưng mà chưa chắc người ta nể ổng như bây giờ. Bây giờ ổng bước xuống có 4 năm nhưng mà ổng có cơ hội ổng quay lại năm 2024. Nhưng mà đảng Cộng Hòa là bảo đảm sẽ nắm lại. Khi đảng Cộng Hòa lên lại là mọi thứ đi lẹ lắm, thầy theo nít chìm lẹ luôn. Mấy người ta đậu xe trên núi nhiều đâu ai biết ở mình này hết à. Họ không để ý cái hàng chữ anh viết nhỏ quá. Nhưng mà đâu có ai chứ. Kệ đó, không đủ duyên, cửa núi chả anh đóng phải có người đứng đó mới được, chỉ người ta tới đây. Bây giờ ai viết cái địa chỉ ở đây nè, treo bự bự á, treo ngay trước cổng á, Hải còn làm được không? Còn kiếm viết cái chữ nào đẹp đẹp á, chị có cái bảng gì không? Chờ con đặt là người ta đang đặng cả đóng á. Con chờ con vô con lấy miếng cạc tông, lấy cái marker, con viết cái địa chỉ ở đây nè, 4273. Chứ người ta đậu nghẹt xe đặng là hồi tụi khao đi nó vô quậy mình. Ừ. Vậy đây hả? Chứ giờ mình bị chi bộ đuổi quá. Cứ về đây đi. Ngày hôm qua nằm ở trong góc ở trong kia cũng không yên. Chỗ đó nó cái nhà nó cũ á, cũng không được. Chỗ này thì mình ok. Nhưng mà chỗ này thì không được vô trong. Tại trong này của chùa, còn mình thì nhưng mình mượn cái sân của chùa thôi. Nhưng chỉ mượn cái nhà bếp, chỉ mượn mấy cái restroom là được rồi, hai mấy cái đó quan trọng, có đồ ăn với tiêu hóa là ok. Và ngồi ở đâu cũng được. Chỗ này được. Tại sáng sư phụ nói chuyện với mấy ngài hộ pháp, các ông cầm cái kiếm với cái ông le lưỡi á, bốn ông. Thì mấy ngài cho cái ID ở đây nè. Mấy ngài nói ok. Tại mình làm gì mình cũng phải hỏi. Chùa thì của vong linh ở đây cả triệu người họ tu tập ở đây đông rồi. Của Phật tử, của đằng na anh chủ. Tuy là hồi xưa là sư phụ khởi tâm từ đây, nhưng mà giờ nó không phải của mình nữa, của mấy ông thầy trọng. Nhưng mà mấy ổng không chịu đọc kinh. Sáng lại là mấy ổng nằm ngủ khò khò, trọng hiện giờ ngủ. Còn còn đãi còn bỏ bàn ra trước mà chánh điện hay sao nè, ăn uống trước mặt Phật. Hồi xưa mà sư phụ còn quản lý chỗ này á là không có vụ đó, mấy ổng còn để nhạc ầm ầm ngay chánh điện nữa. Bây giờ không biết sao chùa này ngộ. Đọc kinh không đọc mà còn ăn uống để bàn ngay bàn tiệc á, ở phòng ăn không ăn, làm biến lội bộ đi đó, xuống đó là xa, ăn tại chỗ này luôn, lại ở đó rồi ăn đó luôn. Rồi không nè, không đọc kinh mà tối ngày cứ lên iPad với phone đâu không à, không biết kiếm gì trên đó. Phật đâu có nằm trong cái phone đâu ta. Diego, anh đã ở San Diego á. Diego, anh lên đây cả tuần lễ rồi. Tới bữa nay cuối tuần anh đem ghế vô lại. Ở trong đó cũng có Phật. Dạ, vô lại Phật đi. Ừ.
Rồi bác qua đây bác có hoạt động gì không? Để cho tinh thần nó, để không thôi gươm nó bị lục. Không có hoạt động gì hết. Tại vì qua đây rồi là lo làm ăn rồi nuôi con. Đó, nuôi con nó trưởng thành rồi thì bây giờ tới tuổi già rồi bệnh. Nếu mà không có trời Phật thương tôi thì không có giấy trên trước cái trời Phật phò hộ tôi thì nay tôi đã sanh cỏ lâu rồi, hơn 5 năm nay rồi. Tôi thay gan, nguyên một cái gan, thay nguyên một cái gan. Mình gươm lục rồi. Gươm có lục rồi nữa thì hầu kia. Gươm anh Hùng bị lục rồi. Ở tù về rồi lo vợ con với cha rồi, vợ con nó khổ. Lo cuộc sống rồi mãi chạy cuộc sống ở bên đó nó cũng dí quá trời. Cứ lo bươn chải mà lo đi vợ đi con. Rồi vừa qua bên đây cũng phải lo đi làm. Con không hiểu, con phải nói bằng tiếng gì á để cho người Việt Nam mình hiểu rõ là chuyện nó thiệt và nó sẽ xảy tới là như vậy. 3 năm nay nói gì cũng trúng đó, vậy mà người ta cũng gần chơi chơi à, không biết họ nghĩ gì á. Nói tóm lại là người ta đôi khi người ta cũng đồng ý đó, nhưng mà người ta không, bây giờ bên Việt Nam người ta biết hết rồi. Cái tình trạng của xã hội Việt Nam người ta biết hết rồi, nhưng mà không dám nói. Tại vì cái chủ trương của Cộng sản là nó làm cho người dân khiếp sợ mà. Cái nỗi sợ hơn là chỉ khi nào mà được những cái nước, các cái nước mà nó đã đứng lên nó không sợ. Nghĩa là như trường hợp mà Trần Nhật Phong đã nói, tôi thường theo dõi trên đài Trần Nhật Phong, mà nói khi nào mà người dân á, mà đuổi cảnh sát chạy á, thì lúc đó mới có thể giành lại được cái quyền làm chủ của người dân. Còn bây giờ là hiện tại là người dân là thấy cái cảnh sát công an ở bên Việt Nam là sợ chết. Tại không có hiểu, tại mấy vị thường dạy nói với con á là công an nó đông dữ vậy, nhưng mà thật sự ở trong lòng họ đó nhát lắm, và họ như đàn dịch thôi à, chỉ cần đuổi rồi đi à. Ở trên nói mình vậy á mà không biết ngoài ngoài thì thấy dữ dằn quá không. Thì mấy vị nói là thời cơ tự như răng sữa đó, rụng mà chưa tới giờ rụng rồi. Chờ ngọn gió nhẹ nhẹ cộng chỉ vậy. Chỉ hy vọng như thế thôi. Không nói thật vậy, mấy vị nói là như nàng bịch thôi, không có gì đáng ngại. Thì tới lúc thôi, tới lúc bảo Chúa phải ấy thôi. Không thì thiên cơ mà đầu ý trời đâu có ai cãi nổi được mà. Thì khi một khi mà bảo Chúa rồi, mà tới lúc rồi bảo Chúa cũng phải ra đi chứ đâu có thể ngồi hoài được. Lịch sử bao nhiêu năm rồi mà mình cũng mong tới ngày đó, là mong rằng tôi còn sống để tôi về tôi thăm lại quê hương thôi, chứ tôi chỉ về được có một lần rồi, tôi bữa nay là tôi không dám về nữa. Thưa là bác chưa về hả? Chưa dám về. Hôm trước tôi lên lần đầu, tôi lên là đã có người đón tôi rồi đó. Ngày hôm qua con ông HO tới đây, ông hỏi mấy câu cũng giật gân lắm. Ông hỏi giống như răng sữa bị rụng rồi răng thiệt mọc lên, mà HO về thì nắm chính quyền thì ông sẽ lấy hết tài sản của mấy ông nội này vợ đó. Mình cứ lấy qua lấy lại, cứ hận thù qua lại biết chừng nào mới dứt. Mình cứ lấy cái lực của Mỹ nè, mình chụp vô cái một, ok, đóng thuế y như là đóng thuế cá nhân vậy đó, cho cãi nó. Chứ giờ cứ gây hoài lại hoài, nó dây dưa, nó chồng chéo với nhau. Khó lắm, rất là khó. Đã ác rồi, mình đi lại con đường của họ, à, mình đâu có phải là người thiện. Người thiện cộng lại quốc gia không có phát triển. 6 triệu người khó trở về lắm. Mình làm thấy cái lịch sử của nước Mỹ đó, khi mà cái cuộc nội chiến đó, mà sau khi rồi hai tướng hai miền đó, là coi như sau khi là bắt tay liền cho người nào muốn về. Thì nước Mỹ nó mới phát triển vậy đó. Nếu mà cộng sản mà cái đầu óc của nó mà nó được là open mind đó, thì đỡ cho dân tộc Việt Nam mình rồi. Nhưng mà nó cái thế nó buộc nó nằm ở trong cái sự điều khiển khống chế của Nga, hai phe Nga với Trung Quốc. Thành cái cuộc diễn nó không thể nào nó chơi được. Chính ông Lê Duẩn ông đã nói mà tao quýt chơi quýt đế quốc Mỹ là để mà cho Nga xô và cho Tàu Cộng. Chính Lê Duẩn, tổng bí thư Lê Duẩn còn nói như thế. Biết chứ không phải không biết, biết nhưng mà cái thế phải chịu. Đã cởi lưng cột rồi, hai phe thân Nga, phe thân Tàu.
Clip này nói chính trị quá hả? Bàn dữ hả? Bàn đi, bác cứ bàn thoải mái. Không, tôi nói cho anh nghe để... con nghe nhưng mà con thâu vô, cả thế giới nghe bác nói chuyện. Ừ, tôi nói để cho nghe cho tôi cũng đâu có dám. Bác cứ nói thoải mái đi. Ghé đây mà ngồi. Tôi hít khí độc đó là tôi qua đây tôi đai luôn. Làm gì sợ ông kính dữ vậy? Đâu sao đâu. anh biết bữa tôi lên lần đầu tiên là có cộng sản nó trốn đón tôi liền đó. Ở đâu? Ở tại Thiên Long Sơn của anh đó. Cộng sản à, có trời ơi, mấy em làm gì trên núi không có cộng sản? Trên chỗ Thiên Long Sơn anh đó, có bữa đó có một cái con ha, nó tới bắt đầu từ cái nó ngồi tôi ra cái bệnh viện đó, cái nó giấu nó đi, nó ở bên Việt Nam nó qua à. Nó du học hay sao mà nó nói là nó đi du học bên Nam Hàn. Tôi mới nói là bên Nam Hàn, bên đây người dân vẫn còn nghèo lắm. Chỉ có bên thành phố thì mới phát triển thôi, chứ còn người quê ta khổ lắm. Nó nói Nam Hàn bên đây giàu lắm. Rồi cho cháu có đi du học bên Nam Hàn có thường về không? Nó thường về Việt Nam, nó nghĩa là mày là ở Việt Nam thì qua rồi. Ở Việt Nam thì qua rồi chứ ở Nam Hàn sức mấy mà nó cho du học sinh đi qua đây. Ở qua bên đó học anh phải về Việt Nam, anh lấy passport Việt Nam mà ai cho đi. Giờ bác có nghĩ như vậy à. Bao nhiêu con gái hay trai mà dưới quê miền Tây mà lên Sài Gòn á, lúc đầu ai cũng là lóng chân cẳng còn dính phèn không á, không mặc quần ống thóc ống cao đúng không? Đúng, thì cộng sản qua Mỹ mình cũng y như vậy, như là chân đóng phèn ống thóc cao, nhưng mà khi nó qua đây chừng 3 tháng rồi tới 6 tháng tới 1 năm rồi khoái luôn. Họ đâu còn cộng sản nữa mà mình gọi họ cộng sản là cũng tội nghiệp á. Họ tự họ thay đổi. Tại vì nó cũng y như gái nhà quê lên Sài Gòn. Thì ở Việt Nam con cháu cha nó qua Mỹ thì cũng y như Giang vậy. Thì khi nó trở về á, thì nó sẽ nói là những đồ chocolate ngọt quá, béo quá, đã quá rồi phải không? Chứ còn nếu không nhờ mấy đứa này qua làm gì biết chuyện của Mỹ như sao? Nó biết vậy chứ mà về đó, nó còn bất luật kinh phi hơn nữa đó anh ơi. Ghê lắm. Nó theo cha đó đó. Bây giờ nghe tôi nghe nguồn tin về có đúng không anh hỏi giùm bên trên đi. Con gái của Tập Cận Bình về phục vụ cho cha nó đó, nói nó đang học ở Mỹ đây, nên trốn ở Mỹ đây mà. Cho phép con hỏi là bây giờ mình đi như thế nào? Ghi để chữ để địa chỉ đây là 4273 đi, rồi con chừa cái trên là con để Đàm Đạo với trước tiên mình nói thì con viết chữ đi Thiên Long Sơn thống cửa cuối từng Đàm Đạo địa chỉ này vậy đó. Thiên Long Sơn tạm thời đang sửa chữa, chưa có mở cổng được. Cuối tuần bà con xa gần đi về chùa Đàm Đạo vậy đó. Chứ giờ người ta bỏ máy bay qua, bỏ ở khách sạn thì giờ mà không gặp người ta cũng kỳ quá. Ở trển cũng Phật, mà dưới này cũng Phật. Phật ở trển thì lộ thiên, còn Phật ở trong này thì ở trong trong building phải không? Tất cả đều do tâm hết. Cho nên đâu cũng có Phật hết. Kêu bà con cứ... tưởng ở bề trên, nhưng mà đây con người mình không cách gì. Bác đạo gì? Tôi đạo thờ cúng ông bà, rồi đạo Phật luôn. Tất cả đều theo, bây giờ tôi theo đạo Phật. Theo đạo Phật giờ mình chỉ tu ở tại nhà thôi, không có tới chùa. Ở đây chùa, ở đây toàn là chùa của Việt Cộng không ạ? Đa số là chùa. Mình nói chỉ Việt Cộng hơi nặng, mình phải đổi là chùa Quốc Danh đi. Ơi, quốc danh gì thì cứ gọi chẳng là chùa Việt Cộng đi. Thôi, chữ Việt Cộng mình né một chút, mình nói là quốc danh được rồi. Quậy, nó quậy tê tua. Chùa Quốc Danh nè. Chưa cho nên cái học mình học tập mà tôi gửi 9 cuốn lịch cho bài Bắc đó. 9 cuốn hả? 9 cuốn. Thiếu mấy tháng nữa để 9 cuốn đó. Đó cũng là một cái màn kịch bề trên đã sắp xếp cho những người như bác vậy đó, đóng màn kịch khổ. Rồi hôm nay ngồi ở đây sanh con đẻ cái ở đây, sanh ra những hạt giống tốt để mà tương lai là cột trụ của nước Việt. Thì vậy thôi,
tất cả chúng ta là làm việc cho Thượng Đế hết. Mỗi người mỗi chức năng, con là chức năng cầm cái điện thoại truyền tin, cầm máy truyền tin, còn bác là chức năng đóng phim khổ, phải không? Còn mấy đại ca bển này chức năng á, thật sự mấy ông khổ hơn bác, mấy ông khổ tâm hơn, tại mấy ông có nhiều tiền quá, không biết ngủ ban đêm, nửa đêm ai gõ cửa mình chết, cho nên bác mấy ông mới bảo là khổ hơn. Đốt củi á, cho nên mấy ông cũng là một đống cái phim khổ, đúng không? Tất cả chúng ta đang đóng phim khổ của Thượng Đế, của cái màn này, chờ Đức Thầy xuất hiện đi rồi mình sẽ hết khổ. Mà ngày hôm kia thì sư phụ về thăm thì ngài nói con cũng mừng quá giờ. Thấy ngày hôm qua con kia con hỏi sư phụ chừng nào cho con về. Sư phụ nói gần, rồi thêm chữ kề. Hồi xưa sư phụ thì chỉ nói gần thôi, không có chữ kề, kỳ này ổng thêm chữ kề cái bên nữa. Rồi chắc kỳ sau cái sư phụ nói gần, kề, tới. Rồi cái chắc kỳ tới nữa, chắc tới gì nữa không biết. Sắp tới. Nên ở trên nói chuyện với con á, mấy vị nói chữ không à, một chữ mình phải hiểu nhiều quá không? Sắp tới rồi gần tới. Cũng giống như bài... Tiếp tới rồi, cái tới. Cũng như bài Kính Thiên của mẹ đó là không còn bao xa. Có ai thuộc lòng của bài Kính Thiên không? Chữ không còn bao xa là lúc đó con có mười mấy tuổi. Mà tới hôm nay con gần 50 tuổi rồi. Mà với chư Phật là 40 năm là nhỏ xíu, là ngắn lắm. Mà mấy vị thì nói là không còn bao xa. Tại vì một ngày ở trên trời là theo như truyền thuyết rồi đó. Cái gì nó kêu hú hú vậy ta? Cái gì nó kêu vậy? Fire alarm của bên kia. Ở nhà bên kia. Dạ, chứ phải xe đâu, xe đâu có làm. Ok, cái này không sao đâu. Chuyện của nó mình không có can thiệp được. Mình chỉ mượn cái bãi cỏ phạm vi của chùa thôi, chứ mình không có vô trong được. Vô trong là của Phật tử. Tại cái chùa này con giao cho Phật tử quản lý rồi, với cho con giao cho mấy ông thầy mà ăn với ngủ chổng thôi, không chịu đọc kinh. Con giao cho Phật tử với Phật tử lì lợm ở đây với ăn với ngủ. Phật tử đây không cứ thấy Kiệt từ nhỏ tới lớn ở đây nè, mấy người đó không có nể mình đâu. Ô Kiệt tu rành đó, rồi xưa tôi ăn chay trước nó nữa. Cứ tối ngày cứ phân biệt như đó không. Địa chỉ Đàm Đạo cuối tuần, con chỉ viết thêm chữ cuối tuần. Đàm Đạo bà con gần xa cuối tuần. Rồi cái con treo ngay chỗ chứ chỗ cái cửa. Con rất là bận, nhưng mà con thấy người ta mua vé máy bay rồi ở khách sạn rồi xa rồi tới, mình không gặp ta thì kỳ quá. Mục đích của bà con muốn gặp con là chỉ có, con thấy đa số là muốn coi khỉ bảy màu. Tại con có bảy dòng hào quang á, mà con nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng á, cho nên con đặt con là khỉ bảy màu. Tại có nhiều người kêu con rồi, hoàng bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng. Cho nên có bảy dòng hào quang, mình gọi bảy khỉ bảy màu luôn cho rồi. Tỷ phú không tiền, hoàng đế không ngai, có nhiều tiền cho hết. Có như ở trong sách chương trình có nói á, hoàng bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng độ đời á. Nhưng mà ở cái thời này á, Phật Thích Ca ngày xưa trong Tam Đại Tạng Kinh có nói vậy con, thời nay áo vàng không có độ được, người như là áo vải độ. Mà áo vải nay, áo vải này hơi điệu, không phải là điệu mà tại cái áo này mặc gần 6 tháng rồi. Thấy cái cổ này đen thui không? Lên YouTube cũng mấy lần, cho nên bữa nay mặc là để đi dry clean luôn đó, chứ không phải điệu đâu. Rồi con mặc đồ cũng tiết kiệm lắm, hãy mặc ít nhất là mười mấy lần mới đi dry clean lần, tại sợ nó bị mòn. Thật sự người con nó không có hôi, con mặc cả năm á, ngửi hoài ai thì ngửi đi, không bao giờ hôi á, ngộ vậy đó. Cái người của con nó không có giống người thường.
Thật sự con mặc đồ không bao giờ hôi nha. Tôi nghe có các cái vị nhiều lắm á, các cái vị. Hiện bây giờ á, Việt Nam mình á chỉ có một Bồ Tát á mà xuất hiện, đó là ngài Tuệ Sĩ. Còn ngoài ra đó con không có tin ai hết chứ. Còn mấy cái mà trên mạng này nọ đó, nếu mà người chánh đạo không bao giờ làm eo làm điệu mà lên hình ảnh giống như kiểu người mẫu hay là ca sĩ. Những người mà tu chánh đạo của Phật giáo mình á, tất cả những người đó không bao giờ thích lên trên mạng. Trong mắt con, những người nào thích lên trên mạng mà quảng cáo thế này thế nọ mà kêu thu gốc, trong mắt con đó tất cả đều là nó có cái vấn đề gì mình phải coi lại. Tại bác chưa có rành về Phật giáo. Nhưng con không có bao giờ khen ai, con chỉ nể là ngài Tuệ Sĩ thôi. Ổng lập viết biết bao nhiêu kinh điển. Không phải sư phụ, mà trong Phật giáo con học thì con biết vị nào như ngài Thích Quảng Độ, ngài Tuệ Sĩ. Chứ con đâu có nói ngài Phổ Tuệ đâu. Con đâu có nói thằng ngài Thích Nhật Từ gì đâu. Phật giáo mình có hai Phật giáo. Phật giáo Việt Nam thống nhất là khác, còn Phật giáo Việt Nam là khác. Không, mình không có nói là cộng này nha bác. Bác đừng bớt bớt mấy chữ cộng cộng trong này đi. Bác vô chữ trừ giùm con. Tại vì con chơi, con giao du gấp tất cả các những thầy lớn. Khi con thành lập cái ngôi chùa này, bác biết là tất cả tăng ni trên thế giới ở đây thì con theo những vị cao tăng cao siêu con học không à. Cho nên bây giờ con mới có một chút vốn. Chứ còn học mấy ông nội này ngủ với điện thoại tối ngày con học được gì. Hồi xưa đó sư phụ học theo mấy ông học lắm. Tại những cao tăng hay về chùa ở đây nè, thì mấy vị nói về ngài Tuệ Sĩ nhiều thì con biết. Với ngài Thích Thanh Từ. Nhưng mà cũng không có bao nhiêu người khen ngài Thích Nhất Hạnh nha. Người ta khen ngài Tuệ Sĩ, khen ngài Thích Thanh Từ vậy thôi. Thì trong cái những cái gì con học trong đời con á. Thiền sư Thích Nhất Hạnh không có được nhiều người khen mấy. Nhưng mà ta khen ngài Tuệ Sĩ. Cho nên vì giáo nạn á, sắp sửa qua là con nghĩ cái người vị này sẽ cứu Phật giáo của mình á. Con đoán vậy thôi. Nhưng mà bữa nào con hỏi lại Phật A Di Đà cái đã. Nhưng mà mấy vị không có nói. Tại vì cơ vận là con biết là mình cũng đi theo cái GPS thôi à, tới đâu thì quẹo tới đó. 30 feet, 50 feet quẹo theo cái mũi tên, lúc đó quẹo quẹo thôi. Bữa nay mình có cái tin mới là Đức Thầy cho là gần kề. Có nghĩa là sắp sửa quẹo á, đèn nó xi nhan rồi. Thì cái GPS làm sao mình cứ nhảy. Rồi tới khi nào tới điểm là tới điểm. Con cũng già rồi, con cũng phải làm gì chứ không có lòng đông kiểu này hoài. Thấy vậy là quý rồi, anh thành lập được cái Thiên Long Sơn này mà anh giúp đỡ cho hai cái nơi là để lại cho hậu thế là cả một quý rồi cho hậu thế rồi. Nhưng mà con muốn đem công ăn việc làm tất cả công ty Mỹ về bển kìa. Tại cái về mặt đời á. Muốn cái đó chỉ khi nào mà Việt Nam mình mà không còn cái chế độ của quốc dân nữa. Tại Mỹ á, nó chỉ đưa cho những công ty nào mà gọi là nó tin tưởng giữ cái bản quyền IP của nó mới cho vô. Còn những công ty, những cái nước mà không có giữ bản quyền như Trung Cộng rồi nó không có cho vô. Thì cái mộng của con là muốn đem công ty về cho dân của mình có công ăn việc làm với nước giàu có. Tất cả đều mong là phát triển. Cho nên nếu như mà năm 75 mà vô mà nó là giống như lịch sử của Mỹ đó, cuộc nội chiến của Mỹ thì thôi chứ khỏe rồi. Biết bao nhiêu cái người miền Nam lúc đó có nhiều người tài lắm. Rồi cuối cùng rồi nó cũng sử dụng cái đa số là người miền Nam hết á. Khi mà ông đâu đưa bản cho phụ coi thử rồi nó làm sao lệ đưa cho phụ coi thử, đưa phụ coi cái bản đó còn viết làm sao.
Các bạn cũng bự dữ ha, cái này chân chặn mưa cái ông sông.